Thưa quý vị, diễn ra trong 3 ngày 13, 14 và 15 tháng 4, Hội báo toàn quốc 2022 với chủ đề Báo chí Việt Nam đoàn kết, chuyên nghiệp, hiện đại và nhân văn hôm nay đã chính thức bế mạc. Qua 3 ngày hoạt động, Hội báo đã thu hút được sự tham gia nhiệt tình của các đơn vị, cơ quan báo chí cả nước, trưng bày hình ảnh các sản phẩm báo chí tiêu biểu, thiết bị, công nghệ, kỹ thuật báo chí hiện đại về công tác đào tạo báo chí. Hội báo đã thực sự trở thành cuộc hội tụ văn hóa tinh thần đặc sắc của những người làm báo cả nước trong năm 2022, đồng thời khẳng định sự lớn mạnh của báo chí cả nước. Không chỉ là ngày hội của giới báo chí và công chúng báo chí cả nước, Hội báo toàn quốc 2022 còn là lời khẳng định đất nước đã chuyển sang giai đoạn bình thường mới sau những ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, là dịp tôn vinh sự phát triển mạnh mẽ, những thành tích to lớn của báo chí Việt Nam, quảng bá những sản phẩm báo chí gắn với hoạt động lao động sáng tạo của các nhà báo trong cả nước. Đồng thời, hội báo là dịp để tăng cường sự giao lưu gặp gỡ giữa người làm báo với công chúng. Đặc biệt là trong năm nay, một cái điểm nhấn rất là quan trọng và rất lớn, để lại rất nhiều cái ấn tượng tốt đối với những công chúng đến xem và các nhà báo đến xem. Đây là cái diễn đàn chuyển đổi số trong lĩnh vực báo chí. Đây là một cái chủ đề có thể nói rất là thời sự hiện nay đối với công tác báo chí. Và cái cuộc diễn đàn này cũng tổ chức rất là thành công. Trong khuôn khổ Hội báo toàn quốc 2022, ban tổ chức và hội đồng giải thưởng đã chấm và quyết định trao giải bìa báo Tết ấn tượng, giao diện báo điện tử ấn tượng, chương trình phát thanh, chương trình truyền hình ấn tượng báo chí 2022 dành cho tập thể hoặc cá nhân tổ chức sự kiện, hoạt động hấp dẫn, có dấu ấn trong khuôn khổ hội báo.